Anh Trí. Từ bây giờ em hãy gọi tên anh là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử. Ôi ta tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua biển. Đã làm sấm đổ thành quách quý nghiêm trầm mặc giá Mai Đình nói em đang hận cách anh có phải không? Phải mà, vì anh đã tẩy bạc em suốt quãng đời người con gái. Có phải